xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Phương Hồng Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Cho Thanh Lan kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp trên Hồng Việt TV mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2038. Chương trình sẽ được phát lại 8:30 đêm 11 giờ đêm nay, 8:30 sáng thứ tư, 3:00 chiều thứ năm và 4:30 chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ xách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng Hát Hậu Phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm buồn vui đời quân ngũ. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến. Xin email về tienghathaophuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số 714-933-7817. Vâng, thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị cựu trung tá Phạm Đình Anh, anh thuộc quân chủng không quân. Dạ vâng, xin mời anh gửi lời chào. Tôi trân trọng kính chào quý vị quả phụ, các chị quả phụ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào quý vị khán giả và quý anh em chiến hữu của tổng lực quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn cô Trang Thanh Lan, dạ, và cô Phương Quế, Phương Hồng Quế. Dạ, em mời anh. Cũng như là Hoàng Nghĩa. Dạ. Hoàng Nghĩa. Dạ, chúng em Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế xin chào anh Phạm Đình Anh cũng như Trang Nghĩa Sứ. Trước khi chương trình là phải có cái chào vậy quen rồi anh ơi. Hai người này chào nhau như vậy rồi mới bắt đầu chương trình. Dạ vâng. Dạ, cũng như là chắc Trang Thanh Lan nghĩ là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và nhất là binh chủng không quân và quý khán giả của Hồng Việt TV muốn biết anh Phạm Đình Anh nhập ngũ vào quân chủng không quân từ lúc nào thế anh? Thưa quý cô, tôi nhập ngũ vào khóa 1961. Dạ. Tình nguyện vào có 60 người trong cái khóa của tôi. Yeah. Và hồi đó, đó là cựu đại tá Nguyễn Xuân Vinh là tư lệnh không quân. Dạ, yeah. 1961 anh đã đi lính rồi đó. Dạ. Dạ vâng, như vậy là anh bao nhiêu năm ở trong quân đội rồi thưa anh? Tính đến ngày 75 là anh bao nhiêu năm trong lính? Dạ, yeah. Bây giờ lại làm toán cộng toán trừ thì tôi cũng hai không mấy biết năm. Là lâu chưa? 61, 71, 75 là 24 năm. 24 năm. Dạ, 24 năm trong quân đội. 24 năm trong quân ngũ. Dạ. Như vậy là anh đi học cách bao lâu thưa anh? Nhưng thật ra đó, tôi ra quân trường Nha Trang, dạ, trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang đấy. Dạ. 6 tháng ở đó, tôi phải học quân sự thế nào là quân đội, phải biết về căn bản của một người quân nhân, không cứ phải là sinh viên sĩ quan hay là sĩ quan, nhưng mà cũng phải biết đi đứng, tháo gỡ súng đạn và học anh ngữ đó để chờ đợi đi huê kỳ. Yeah. Tức là lúc là trong thời gian huấn luyện quân, dạ, sự 6 tháng đó, trong quân trường đó. Dạ. Dạ. Tại vì không quân là phải bắt buộc học tiếng Mỹ để mà còn đi du học ở bên Mỹ nữa. Dạ, dạ, cái đó là một phần. Dạ. Dạ. Như vậy thì cái đơn vị đầu tiên của anh là đơn vị nào anh?
đầu tiên. Cô muốn hỏi tôi về đơn vị tôi phục vụ cho Không quân Việt Nam phải không? Dạ. Đó là đơn vị phi đoàn 514. Một đơn vị tác chiến của Không quân Việt Nam ở Biên Hòa. Thường thường cái số 5 đầu đó em thấy thường thường là phản lực không phải không anh? Không, cái số 5 đầu đó số là thuộc về khu trục. Phi đoàn 5. Khu trục. Khu trục. Khu trục thì kể như là A1H. Dạ. Cũng là số 5. Dạ. Phi đoàn F5 nó cũng là số 5. Dạ thì đó. Hoặc là coi là A37 cũng là số 5. Dạ. Đó là những phi cơ chiến đấu không đó? Dạ, đa số. Dạ thưa anh thuộc lực lượng dự bị hay là hiện dịch thưa anh? Dạ thưa, tôi vô đó khóa 61 đều là hiện dịch hết. Cái khóa đó là khóa đầu tiên của Không quân Việt Nam. Tuyển lựa những người có căn bản tối thiểu là tú tài 1, tú tài 2. Hoặc là cái lớp của chúng tôi đã có những vị đã là giáo sư bên ngoài rồi, để trung học. Cũng nhập vào cái khóa đó. Nhưng mà khi vào binh chủng không quân đó là anh lái máy bay hay là anh chỉ là đi với cái chuyến bay của hành quân thưa anh? Anh là người lái máy bay. Phi công. À không, cô muốn hỏi tôi là sinh viên sĩ quan thì phải học lái. Dạ, tức là em tức là qua khỏi những cái khóa huấn luyện rồi. À dạ được vâng. Dạ. Thì chúng tôi được tùy theo cái đợt, mỗi đợt được Không quân Việt Nam gửi đi qua Hoa Kỳ. Cái đợt của tôi là đầu tiên là 12 người được đi học với Hải quân Hoa Kỳ đầu tiên, khóa đầu tiên. Còn có những người cũng ở trong cái khóa 61 của tôi đi qua Hoa Kỳ học về trực thăng hoặc là học về vận tải. Nhưng mà khóa của tôi đi học với Hải quân Hoa Kỳ. Tại sao thưa anh? Tại sao mình không quân mà học chung với Hải quân? Tại vì hồi đó đó là Không quân Việt Nam muốn thử lần đầu tiên coi. Bởi vì Hải quân Hoa Kỳ họ cũng muốn thử một số sinh viên sĩ quan Việt Nam để theo học đó. Thứ nhất là có lẽ họ đã có một cái kế hoạch về tương lai về Hải quân. Họ có số tàu bay khu trục mà Việt Nam về sau rất cần, đó là loại mà oanh tạc cơ AD-6, tức là người ta cứ thường nói là có thể là Sky Rider đó. Đó mang bom mấy đạn nhiều hơn, là phi cơ chiến đấu thôi. Dạ. Cái thời gian trong nước với cái thời gian mình đi du học luôn tổng cộng là bao lâu thưa anh? Trong nước thì tôi chỉ có 6 tháng thôi. Nhưng mà ra ngoài nhưng mà đến khi qua Hoa Kỳ đó thì kể như là đến hơn 2 năm cơ lận. Tại vì cái khóa của tôi nó muốn đi từ đầu đó basic tới advanced. Mà khi advanced cái lớp của tôi cũng lạ lắm. Có một số ít người, ví dụ về nước đó, anh bây giờ mà đầu khóa của tôi là anh đại tá Hoàng Thanh Nhã. Ông ấy từ trường võ bị qua khóa 14 trường võ bị, nhưng mà ông nhập vô cùng mấy khóa 61 của chúng tôi. Đi học cũng lại vào cái lớp của chúng tôi ở Pensacola. Naval Air Station Pensacola. Và khi mà chúng tôi về nước đó, thật ra chúng tôi chỉ là chuẩn úy thôi. Nhưng mà hồi đó Hải quân Hoa Kỳ nó liệt chúng tôi vô là kể như là bọn này là bọn chính thức học với Hải quân Hoa Kỳ. Thì khi mà tôi với lại ba anh nữa, tôi là người thứ ba, khi rời khỏi Hoa Kỳ thì nó nói rằng là ê các anh đó thuộc về Hải quân Hoa Kỳ, bao nhiêu đồ bay các thứ nó gửi về, các anh khỏi phải lo gì cả. Chúng tôi bất ngờ là tất cả cái phải theo quy chế đó. Đến khi tôi về Việt Nam đó thì trình diện vào Bộ Tư lệnh Không quân
được nghỉ phép 2 tuần. Nhưng mà đi huấn luyện bên Hoa Kỳ là ở tiểu bang nào thưa anh? À, thứ nhất chúng tôi rời Lắc Lan Air Force Base đó, để sau khi mãn khóa về Anh ngữ rồi chúng tôi được chuyển đi xuống Florida, cái trung tâm huấn luyện của Hải quân nó kêu là Pensacola Naval Air Station. Và vào đó chúng tôi đã cực khổ lắm, lại vào cái quy chế sinh viên sĩ quan, không có được cái quy chế của sĩ quan như những anh em cùng khóa đi học với không quân Hoa Kỳ hay là Army của Hoa Kỳ, mà nó bắt chúng tôi là cạo đầu chọc lóc. Tại sao anh? Tại vì mình đó, chúng tôi mang cái ITO đó, tức là cái sự vụ lệnh đó, là sinh viên sĩ quan Việt Nam. Mà sinh viên sĩ quan thì không phải là sĩ quan. Do đó chúng tôi kể như là đồng hóa với sinh viên sĩ quan Hoa Kỳ. Cho nên vào đó là cái chuyện đầu tiên là nó cạo trong đầu. Nhiều ông đó đã có vợ con khóc. Cái tuổi thân á, mình tuổi thân. Như vô cái bị cạo đầu. Cạo đầu, rồi nó mặc, bắt mặc như là body suit đó. Như là mặc áo nhà tù đó, những thằng tù đó. Nó sao kỳ vậy anh? Thì đó là 2 tuần lễ khổ nhục. Cô phải nên nhớ những cái trường sinh viên sĩ quan cũng vậy, Thủ Đức cũng vậy, Đà Lạt. Nhưng mà sinh viên sĩ quan Mỹ họ cũng mặc giống mình phải không anh? Họ cũng bị cạo đầu luôn. Tất cả mọi người. Đâu phải là họ kỳ thị về sau đó, đâu. Tụi tôi có complain. Nhưng mà nó nói thật, chúng tôi rất tiếc. Các anh đã có kinh nghiệm về quân sự ở Việt Nam rồi. Tức là 6 tháng rồi. Nhưng mà trong sự vụ lệnh là các anh là sinh viên sĩ quan. Chúng tôi không có một cái quy chế đặc biệt nào cả. Các anh phải theo cái bọn Hoa Kỳ. Nó là sinh viên, nó vào đây. Nó không hề biết đi đứng làm sao cả. Thì trong 2 tuần lễ đó khổ nhục, nó phải thuộc. Đó. Thì tụi tôi phải theo cái quy chế đó. Lại tiếp tục tập đi rồi tập hít đất. Đúng. Y như hồi mình học ở nhà. À, còn cực khổ hơn nữa. Tôi nói thiệt, thú thực mấy các cô đó. Không có một người nào biết là tụi tôi cực đến cái mức đó. Khi tới đó, nhiều anh em đó muốn xin tình nguyện, xin về. Dù làm binh nhì, về Việt Nam hồi đó đó, tụi tôi sẽ phải xuống làm binh nhì. Cũng chịu. Cực quá đâu phải không? Không, tủi thân đó. Nhưng mà đi tu học như vậy là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm thưa anh? Nếu tổng cộng sau khi mà chúng tôi có cánh đó, với Hải quân đó, thì cũng tới, tôi nghĩ là gần trên dưới 2 năm. Nhưng mà chỉ có khổ nhục 2 tuần lễ đó thôi thưa anh? À vâng, khổ nhục chỉ có 2 tuần lễ đó thôi. Ăn thì không được no. Vào mess hall một cái, mới bắt đầu mình đâu có biết gì. Đưa ra cái vào xếp hàng, lấy đồ ăn một cái, nó hô một cái, mình đứng ở cái bàn ăn, chưa kịp để cái khay đồ ăn xuống. Khi nào nó kêu là ngồi, thì mình mới được ngồi. Mà khi ngồi là, các cô không tưởng tượng đâu. Mình chưa có kinh nghiệm. Vừa mới ngồi ăn được một miếng, nó kêu một cái đứng lên ra là mình ra rồi, đói đồ ăn đói đúng đó. Nhưng mà về sau này khi có kinh nghiệm mình ăn chậm quá anh, ai cũng vậy cả chứ đâu phải là, nhưng mà cái kỷ luật vậy thì tốt cho mình. May sau thế anh. Đó thì mình ấy, nhưng mà Hải quân nó có một điều hay là sau thời gian mà khổ cực đó, đi tới thời gian mà advance khá, mà nó coi tự như là sắp sửa trở thành những sĩ quan, thì như là ông hoàng rồi đó. Nó bù lại cái thời gian sau này. Đúng rồi, dạng sự khởi đầu nan. Cho nên mấy anh bạn của tôi đó, như hồi đó là Trung úy ha, Đà Lạt đó, anh Nhã đó, trông thấy cũng hoảng hồn. Nói thật, lúc đó hết đòi về rồi.
đuổi cũng không vậy. Nhưng mà sau rồi đó các cô biết là khi mà tôi được thoải mái rồi đó, có advance mà tư cách đó, như một người sĩ quan vậy. Bếp của hải quân là đa số là người Philippines, họ nấu ăn ngon lắm, chim bồ câu, những đồ ăn ngon không à, mang ra cho tụi tôi. Tụi Hoa Kỳ nó nói tại sao mày có những cái đồ ăn này mà chúng ta không có. Cái đó đặc biệt tại vì tụi mày không biết ăn. Lúc bây giờ mới thấy cái hải quân đó, nó quan liêu lắm cô. Rất quan liêu. Sĩ quan khác hẳn, hạ sĩ quan khác hẳn, binh sĩ khác hẳn. Cái là giai cấp á. Dạ, giai cấp đó, quan liêu đó. Ở chung một căn cứ mà khi sĩ quan đó đi coi cine chẳng hạn, vào dạp cine đó thì mình phải trả 10 xu phải không? Hạ sĩ quan đó khỏi phải trả. Dân lính khỏi phải trả tiền. Nhưng mà ngồi đó chỗ khác nó rất là quan liêu, tức là lính ngồi khu khác, sĩ quan ngồi khu khác. Đúng rồi, em thấy binh chủng nào cũng vậy, cũng phải có giai cấp chứ anh, cũng tướng tá rồi tới sĩ quan rồi hạ sĩ quan rồi tới binh lính. Tôi không biết chắc những cái chuyện đó xảy ra ở các nơi khác, nhưng mà ở trong hải quân là vậy. Còn không quân đó thì lại không. Tôi có biết về không quân, tại tôi có sống với không quân mà. Rồi khi mà đi du học sau này những gì nữa, có khi tôi ở BOQ của không quân. Chỉ trừ cái khi nào mà có căn cứ hải quân ở gần đó thì tôi biết hải quân nhiều hơn, thì tôi vào hải quân. Hải quân thì ở đó chỉ trả có 20 xu thôi. Nhưng mà vào không quân đó, ngủ ở đó phải trả 2 đồng bạc. Và nói về không quân thì thưa anh, một thời gian dài anh gia nhập binh chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa thì có cái gì đặc biệt hay là có gì đáng nhớ để mình chia sẻ không thưa anh? Tôi nhớ chứ, khi mà ở đơn vị tác chiến đầu tiên mà tôi về đó, ở Biên Hòa đó, thì tôi gặp nhiều người sĩ quan khu trục học từ bên Pháp trước tôi nhiều. Họ là những kể như là những ông thầy của chúng tôi. Trong đó ví dụ như là có ông Phạm Chiêu. Phú Quốc. Anh Chiêu có không anh? Ông Chiêu đó không phải về phi hành. Ông Chiêu đó cũng học Phùng từ Văn Pháp. Chiêu, Phùng Văn Chiêu. Ông ấy là một người chúng tôi rất quý mến. Rất nhiều. Cái đặc biệt của tôi lần đầu tiên mà tôi về trình diện Bộ Tư lệnh Không quân, tôi gặp ông Trung tá Loan, Nguyễn Ngọc Loan đó. Tôi chưa từng thấy, bởi vì sau hơn 2 năm trời vào đây gặp Trung tá Tham mưu trưởng Không quân. Tôi nói thiệt, cái ấn tượng của tôi về Trung tá Loan đó, tôi cũng ghi nhớ cả đời, mà tại trái lại rất nhiều người không biết về hình ảnh của ông Loan. Trung tá Loan đó, mặc đồ bay bạc màu, đi đôi dép Nhật, đầu tóc không có chải. Cô có thể tưởng tượng một người trung tá như vậy không? Tôi ngạc nhiên, nhưng mà mình đâu có biết được. Đến khi mà ông ấy hỏi tôi, ê, mới về hả? Dạ, trung tá, tôi mới về. Ê, muốn bay gì đấy? Tôi cười cười, trung tá, tôi học về khu trục. Muốn bay vận tải không? C-47 không? Thường thường mấy người đó thích vận tải mà không có nguy hiểm hay gì, nó lại sống nhàn rỗi ở ngay trung tâm thủ đô. Tôi bảo cho chúng ta, tôi không có hề biết về C-47. Bảo thôi, 54 về bên Hòa đi. Tôi cái ấn tượng của tôi về Trung tá Loan vậy. Đến về sau này đó thì có khi có một cái duyên là có bay Bắc Phạm với Trung tá Loan và Thiếu tá Nguyễn Hồng Tuyền. Thiếu tá Tuyền giờ ở trên San Jose đó. Tôi vẫn nói chuyện với ông ấy hôm qua.
ông nhắc lại. Có lúc thì ông ấy nói rất rõ ràng, yeah, minh bạch, ông còn khỏe mạnh. Yeah. Tôi bảo tôi rất mừng đại tá vẫn còn khỏe mạnh, mà sức cũng yếu rồi, yeah, nhiều lắm. Xong rồi kể chuyện thầy trò với nhau. Còn ông Quốc hồi đó là thiếu tá. Dạ, ông Phạm Phú Quốc. À, ông đi phi tuần đó, tôi bay số 2, thì anh Lê Bá Định đó là thiếu úy. Nhưng mà anh check out phi tuần trưởng. Do đó, không quân nó có một cách đặc biệt là khi bay ở một phi tuần thì cái người phi tuần trưởng đó kiểm soát hết những người bay trong phi tuần đó. Dù là Trung tá Loan bay số 4, Thiếu tá Tuyền bay số 3, tôi bay số 2 thì phải giữ kỷ luật phải không? Hai ông kia ông muốn vui, ông quay ra, ông nhào phía đằng sau, ông chụp hình. Thì anh Định đó, anh mới la, anh bảo, bà Bốn lang thang quá nè. Nếu mà anh Định không có la như vậy đó, thì ông Quốc ông mới chấm điểm. Có thể ông không để cho anh Định trở thành phi tuần trưởng. Thì cô biết rằng cái kỷ luật ở trên trời nó khác, trong không quân nó khác. Dạ thưa anh, hồi nãy em nghe anh nói có chương trình bắt phạt, thì anh có thể giải nghĩa cái chương trình bắt phạt như thế nào để cho chúng em cũng như là hậu duệ của chúng ta biết không thưa anh? Thật ra anh có tham gia phải không anh? Dạ có, lần đầu tiên thì tôi có tham dự. Cái trận đầu tiên đó là năm 1965, đi đánh cũng chừng khoảng độ mười mấy chiếc phi cơ AD-6 từ Biên Hòa ra Đà Nẵng đáp, rồi xong bay. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là đánh Hòn Cọ. Là ngoài Bắc hả? Dạ. Yeah. Quay qua Bến Hải đó, thì đánh Hòn Cọ. Hồi đó cũng chưa có gì cả, thì chúng tôi về bình thường thôi. Đó. Nhưng về sau này đó, thì đi thường xuyên, họ có một cái kế hoạch là có chụp hình. Tôi rất tiếc là tôi không có một cái hình ảnh nào của không quân hết. Mà anh thấy anh có mấy cái hình ảnh anh đi huấn luyện, đi học đó, hình như có mấy hình ảnh đó phải không anh? Cũng có. Em có thấy mấy tấm hình mà anh đi học. Thế mà anh qua không có cái hình nào anh mặc đồ không quân hết? Có chứ. Có. Tôi mặc đồ không quân là ở Đà Nẵng nhiều nhất, đơn vị của tôi ở Đà Nẵng. Tôi 3 năm trấn thủ lưu đồn ở ngoài đó. Mà ban đầu thì về Biên Hòa. Dạ. Rồi một thời gian sau anh mới đi về Đà Nẵng. Nhưng mà em thấy khu trục thường thường ở Đà Nẵng nhiều lắm anh ơi. Cũng em vậy. Thấy anh Trung, anh Yên đó, mấy anh đó đó. Cái thời của em là thời năm 68 là thường thường đại úy Trung nè, rồi đại úy Yên nè, mấy ông đó là toàn là bay A1, A37 không đó. A37, dạ. Em nhớ cái thời kỳ đó vui lắm. Thì anh có bao giờ anh bị bắn rơi, bị nguy hiểm gì không thưa anh? Tôi không bị bắn rơi. Yeah. Nhưng mà tôi có làm false landing, tức là phi cơ trục trặc đó, hay là bị hư. Thì tôi đáp xuống cánh đồng ở Phan Thiết đó. Có một lần đó, tôi bay số 2, thiếu úy Duệ, về sau là đại tá Duệ, Lê Ngọc Duệ. Ông ấy dẫn tôi là số 2, bay theo ông. Tôi mang bom lớn, 10 trái bom, 500 pound, mỗi trái 500 pound. Thì đến gần cái địa phận Phan Thiết, máy của tôi bị tắt. Thì tôi restart, tôi muốn mở máy lại, không được. Tại vì mang bom nặng, tàu bay nó rớt xuống lạ lắm. Tôi mới theo cái emergency đó, tức là khẩn cấp đó, tôi giật hết bom. Tôi giữ tốc độ xuống, đáp ở dưới cánh đồng. Thì tôi chỉ có kịp kêu là 1D2. Tôi làm crash ở 6 giờ của anh, tức là phía đằng sau của ông đó. Thì tôi nghe thấy ông ấy còn rung, còn sợ cho tôi hơn là tôi lo cho mình. Ông nói, hai, mày có sao không? Mày có sao không? Tôi bảo, không, tôi crash ở phía 6 giờ của anh.
ông ấy quay trở lại, ông nhìn, ông quan sát, ông cover cho tôi, tức là ông bảo vệ tôi đó. Thì ông nhìn thấy tôi là ở bên dưới rồi, tôi nhảy ra khỏi cái tàu bay. Ông ấy báo cáo về cái trung tâm hành quân là nó đã xuống, nó đang cưỡi trâu qua sông. Bọn kia mới bảo ấy, nó có thể bơi được đó. Đùa đấy. Một chừng khoảng độ tiếng sau, cả một cái, gần như cả một cái phi đoàn của chúng tôi, họ lên trên vùng trời đó, bay đó. Tại hồi đó đã đâu có gì quan trọng lắm đâu. Bay ở trên đó. Cho nên khi mà về đó, chuyện đó nó hơi dài. Tại vì sau khi mà tôi bị cast đó, thì có một người chăn trâu thiệt, chứ không phải không. Người đó đi tới gần tôi bảo ông thầy, anh đừng tới, tôi bắn anh nè. Xong bảo, ông có sao không? Hắn tưởng là tôi bị thương. Tôi bảo không, tôi không sao đâu. Xong tôi đi ra khỏi cái ven bê đó, đi ra ngoài, nó nói ông thầy, ông có thể ra quốc lộ, đây gần đây, không có xa đâu, đây an toàn. Tôi ra ngoài đó thì gặp một cái sợi jeep của một người Hoa Kỳ. Ông đó là đại tá. Ông ấy là cố vấn của ông tỉnh trưởng, cái tỉnh Phan Thiết. Thế ông chở tôi vô tỉnh đường, gặp thiếu tá tỉnh trưởng, tiểu khu trưởng. Ông nhìn tôi chuẩn úy mà bay khu trục. Ông ngạc nhiên này, bảo dạ thưa thiếu tá, chuẩn úy không quân nhiều người bay khu trục lắm. Xong rồi ông cho tôi mượn cái xe jeep, tôi ra ngoài phi trường Phan Thiết đó, gặp người quen. Rồi xong rồi khoảng độ hơn tiếng sau thì trực thăng tới đón tôi về. Thì cũng vì lý do đó, đó mà tôi có cái duyên được biết anh Quốc rất nhiều. Và tình nghĩa huynh đệ của tôi với ông Phạm Phú Quốc đó, rất sâu đậm. Mà ông ấy còn về sau ông còn nghĩ, ông còn giúp tôi, lo cho tôi lập gia đình nữa. Vậy đó, thân với vậy đó. Các cô không thể tin tưởng được rằng hồi đó ông chỉ là thiếu tá thôi, nhưng mà đầu óc của ông ấy, tôi biết ông là một người có tinh thần yêu quê hương hơn ai hết. Tôi là một cái cấp nhỏ thôi, mà ông còn chú ý, ông còn muốn tôi phải theo một cái đường lối cách mạng, yêu quê hương, chứ không phải là phe đảng. Phe đảng, không biết là gì không? Thời đó cụ Diệm đã lâu rồi, là cái đảng Cần Lao. Rồi nhiều người có những đảng phái khác. Thiếu tá Quốc Hồng, hồi đó ông còn là thiếu tá, rất thương yêu tất cả những anh em phi công. Những người nào mà hiểu lầm ông Phạm Phú Quốc, khi mà ông là thiếu tá đó, ông được lên trung tá, cái nghị định lên trung tá đó, ông Quốc không hề biết. Cho nên khi mà ông chết đó, ở ngoài Đồng Hới, thì người ta mới biết là phong cho ông lên làm đại tá, cố đại tá. Ông ấy chưa kịp đeo lon trung tá. Mà con người đó, ông Quốc đó, từ cái nụ cười, nếu mà cô coi cái, hình bây giờ đó, chụp lại đó, từ thổ đó mà ông là trung úy hay gì, cái con người đó, độ lượng với lại cái tinh thần của anh ấy, khi mà anh mỉm cười đó, nó có vẻ hòa nhã lắm, chứ không có một cái gì là khô khan. Nhưng mà con người ông Quốc đó, ít có người biết. Có thể có nhiều người hiểu lầm là tại sao ông không có theo cách mạng, phe đảng. Tôi muốn nói là phe đảng. Phạm Phú Quốc không hề phe đảng, mà chỉ có quân đội và không quân. Cho nên hồi đó ông ấy là trên thiếu tướng Lành, về sau là tư lệnh phó đó. Ông là liên đoàn trưởng.
Thiếu tướng Lành về sau này, hồi đó đó Thiếu tướng Lành cũng là sếp của tôi, là phi đoàn trưởng. Còn dưới ông Quốc là Phạm Quốc Quốc này. Mà cái tinh thần của ông Quốc là tôi phục lắm. Tôi yêu ông vô cùng. Yeah. Ông không bao giờ để lộ ra một cái gì. Bữa tiệc mà giúp tôi vui mừng với anh em phi đoàn đó, khi tôi sống, mà ông Quốc tặng 3.000 đồng. Yeah. Ông ấy tặng phi đoàn 2.000 đồng để ăn bữa tiệc đầu cá ở Biên Hòa đó. Yeah. Ông cũng không có mặt. Thật ra tôi không biết là cái đời sống tình cảm của ông Quốc như thế nào. Nhưng mà cái đời sống về tinh thần quân kỷ của ông Quốc đó, hơn hết tất cả những người sĩ quan Việt Nam. Ừ. Tôi rất thương ông Quốc. Nếu có người nào bây giờ còn phản đối ông Quốc đó, thì tôi phải chịu thôi. Đó là cái quyền của người ta nghĩ. Dạ. Nhưng mà đối với cá nhân anh, đối với cá nhân anh, thì anh là người kính trọng ông Phạm Phú Quốc. Yeah. Người số 1 mà tôi nghĩ tới trong không quân. Và ông người là thứ hai đó là Thiếu tướng Võ Xuân Lành. Còn nếu mà người nào nói rằng thật, anh có biết gì về những ông tư lệnh không quân, tôi rất tiếc. Dạ thưa anh, trong thời gian dài anh đi binh chủng không quân thì có khi nào anh đụng trận thưa anh? Cái đụng trận đó, chúng tôi đâu có đụng trận. Nhưng mà có những cái trận chiến nào khốc liệt mà anh tham dự không thưa anh? À thì nói thú thực với cô đó, không quân chết nhiều, phi công chết, sĩ quan chết. Chứ còn anh em hạ sĩ quan và binh sĩ đó không có chết nhiều như là phi công. Nhưng mà nếu mà nói trận đó thì thật ra đó, chúng đối với cá nhân tôi đó thì không biết trận nào, đối với trận nào, nhưng mà tôi rất vui mừng bay hành quân ban đêm. Bởi vì bay hành quân về ban đêm đó là đi cứu đồn, mấy cái đồn nhỏ đó mà anh em địa phương quân bị cộng sản nó tấn công đồn ban đêm. Thì thời đó đó có C-47, AC-47, tức là họ đi họ thả những cái trái sáng để hướng dẫn tụi tôi. Yeah. Cái đồn đó bây giờ nó đang tấn công ở đâu. Yeah. Thì tôi nhìn vào đó. Hoặc là có khi ở trong đồn đó, họ cho những cái ám hiệu mà chúng tôi biết là ở trong đồn đang ấy, thì chúng tôi sẽ thả bom hoặc là bắn không có vào đồn. Mà họ báo cho chúng tôi biết ở ngoài địch nó ở đâu, cái chỗ rạch nào hay là con sông đó khúc nào thì chúng tôi xuống. Đến khi mà những cái đồn đó được an toàn đó, chúng tôi mới cảm thấy vui mà bay về. Yeah. Phải có không quân yểm trợ chứ làm sao mà. Dạ, cái thời gian đó là cái thời gian quý nhất mà chúng tôi nghĩ là đã làm bổn phận của mình. Còn những trận mà ví dụ cũng ra ngoài chung quanh tạc Khe Xanh với Hoa Kỳ đó, thì cái đó nó bộ không có cái gì cả, tranh nhau vào để quanh tạc ở xung quanh Khe Xanh, nhưng mà không được nhiều. Mình chỉ vào đó để cùng với Hoa Kỳ, sát cánh với Hoa Kỳ để lấy tiếng vậy thôi. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Thì thưa anh, bây giờ để chúng em trả bài. Có bài thơ đó. Đọc cái bài thơ. Để chúng em bài thơ nhớ có cái cha bài đi. Thơ của ai quên này. Một vị khán giả gửi vào email của Tiếng Hát Hậu Phương thưa anh. Dạ. Em xin phép anh cho em được đọc tại cái bài thơ này lúc là trước ngày Vu Lan. Nhưng mà trong cái tháng 7 này thì cũng còn là mùa Vu Lan, mùa Báo Hiếu. Cho nên là vâng, xin phép quý vị cho chúng tôi đọc cái bài thơ này. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha chết gót son đen xì. Lời thơ ai viết làm chi, cho con dòng lệ hoen mi hai hàng. Công cha núi chất ngút ngàn, nghĩa mẹ lai láng đại ngàn bể khơi. Đêm nay con đếm sao rơi, nhớ cha tha thiết chơi vơi cõi lòng. Cha ơi, cha có hay không? Cha đi hồn núi, sông còn đâu đây?
ơn cha với nước non này, một thời lịch sử tràn đầy đau thương. Tuổi thơ con vẫn đến trường, nhớ lời cha dặn vững đường tương lai. Công cha biển rộng sông dài, cho con hậu duệ nhớ hoài ngàn năm. Dẫu cho thế sự thăng trầm, ơn cha nghĩa nước âm thầm khắc ghi. Nay mùa báo hiếu đến kỳ, rằm tháng 7 đến lấy gì báo ân. Con nguyện địa tạng Quan Âm, dắt cha qua bến thành tâm khẩn cầu. Cha ơi nếu có kiếp sau, xin ơn trên giáng phép màu cho con. Cho con như thở còn son, thật là hạnh phúc khi còn bên cha. Vâng, cảm ơn Hoàng Thị Kim Phượng đã viết bài thơ này vào lúc 12:47 sáng ngày 15 tháng 8 2018, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, để gửi đến cho chương trình Thiên Hà Hậu Phương. Cảm ơn em Phượng rất là nhiều. Dạ, là sau đây có một cái lời nhắn tin vô chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, em cũng xin phép anh cho em được đọc luôn. Chào Liên Trưởng cùng hai cô ca sĩ nổi tiếng của Sài Gòn Hoa Lệ ngày nào. Xin hỏi Liên Trưởng có biết Trung tá Nguyễn Văn Thanh, phi đoàn trưởng Alpha 7 ở Đà Nẵng, và Trung tá Lê Như Hoàng, trưởng khối khu trục Bộ Tư lệnh Không quân, một người là ở tù chung với một đội với tôi, và một người là sếp của tôi ở Trung tâm Huấn luyện Không quân Nha Trang. Tôi là Hiệp Trương ở San Diego, và chúc đài lúc nào cũng thăng tiến để phục vụ cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại. Cảm ơn anh Hiệp Trương rất là nhiều. Dạ thưa anh, xin anh trả lời hai câu hỏi của anh Hiệp Trương. Thưa anh Hiệp Trương, Trung tá Nguyễn Văn Thanh. Tôi có biết Trung tá Lê Như Hoàng. Anh Lê Như Hoàng học cùng khóa với tôi ở Pensacola. Dạ. Còn về sau này đó, anh Lê Như Hoàng rời phi đoàn 514. Dạ. Đi khỏi 514 thì chúng tôi ít gặp nhau, và sau đó anh ấy là liên đoàn trưởng liên đoàn khóa sinh Trung tâm Huấn luyện Nha Trang. Yeah. Yeah. Còn Trung tá Nguyễn Văn Thanh, thì tôi có nghe, nhưng mà có lẽ tôi không được hân hạnh gặp anh Nguyễn Văn Thanh. Yeah. Có nghe tên? Dạ, yeah, tôi có nghe, bởi vì tên Thanh đó cũng có nhiều anh lắm. Trong không quân đó, yeah, có nhiều người trùng tên lắm. Yeah. Nhưng mà nếu mà có hợp tác với nhau ở cùng đơn vị thì chúng tôi mới nhớ. Dạ, dạ vâng. Dạ, sau đây cũng có một tin nhắn nữa của chị Ngọc Nga Lê ở Maryland. Chào chị Ngọc Nga. Chào chị Ngọc Nga. Xin chào Phương Quế, Trang Lan, Nghĩa Sữa và Trung tá Phạm Đình Anh. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, luôn bình an. Gia đình cô luôn yêu mến chương trình Thiên Hà Hậu Phương và tuần nào cũng theo dõi hết. Xin chị hát bài Một Chuyến Bay Đêm và chị Tân Thanh Lan hát bài Lá Thư Trần Thế. Chúc chương trình Thiên Hà Hậu Phương ngày càng hay hơn. Dạ vâng, chị Ngọc Nga yêu cầu hai bài hát này. Rồi mình để đó, rồi một lát nếu mình có để giờ. Để chút xíu nữa, nếu có giờ thì em sẽ hát để tặng chị Ngọc Nga nha. Dạ vâng, một lời nhắn tin nữa của anh Toàn Chiến. Xin hỏi Niên Trưởng Phạm Phú Quốc tại sao lại thả bom Dinh Độc Lập? Xin cảm ơn chương trình Thiên Hà Hậu Phương rất nhiều. Anh Toàn Chiến hỏi. Anh Toàn, tôi rất hân hạnh trả lời anh Toàn cũng như quý vị thắc mắc tại sao ông Phạm Phú Quốc lại thả bom Dinh Độc Lập. Hồi đó Trung úy Phạm Phú Quốc là phi tuần trưởng của một cái phi tuần xuất phát từ Biên Hòa, phi đoàn 514. Người wingman, tức là người bay theo Trung úy Phạm Phú Quốc, là Trung úy Nguyễn Văn Cử. Về sau tôi được biết là gia đình của Trung úy Nguyễn Văn Cử có ông cụ thân sinh trong Đảng Đại Việt, và ông Nguyễn Văn Cử là người có khuynh hướng về chính trị
muốn hạ cái uy tín của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cụ Nguyễn Văn Lực là thân sinh của Trung úy Nguyễn Văn Cử, bất đồng ý kiến với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Do đó, Trung úy Phạm Hữu Quốc không hề có ý nghĩ gì về cái chuyện thả bom. Ông ấy dẫn Phi Tuần, thì anh Nguyễn Văn Cử xuống ghé vào Dinh Độc Lập và thả bom. Thiệt ra khi mà tàu bay của Trung úy Phạm Hữu Quốc bị Hải quân Việt Nam ở Nhà Bè bắn và ông ấy trúng đạn, ông ấy phải làm crash, tức là hạ cánh khẩn cấp xuống vòng Nhà Bè. Ông ấy bị bắt. Người mà hiểu biết về Phạm Hữu Quốc nhiều nhất là Đại úy Nguyễn Quang Tri, hồi đó là phi đoàn trưởng của phi đoàn. Ông phải vô trình diện Tổng thống Diệm. Mà các cô biết rằng hồi đó Tổng thống Diệm đó nặng về vấn đề thủ tục lắm, quan cách lắm. Ở trong phủ Tổng thống đó, mà thấy ông Đại úy không quân, phi đoàn trưởng vô, có vẻ sắc lấc gặp cụ Diệm mà không xưng con. Họ đã nói thằng Đại úy này là ngó bộ sắc lấp, nhưng mà thiệt ra về quân kỷ là quân đội đó, thì chúng tôi đâu có xưng con với ai. Họ đồn là ông Quốc bị bắt và cầm tù, bị điều tra mới lại tra tấn, gót móng tay mới gì bị chặt, không có. Và về sau này nó mới biết là ông cụ Diệm đó, cụ biết là ông Quốc không phải là người muốn thanh toán cái chế độ của cụ Diệm, mà vì ông Cử là người uy men, tàu bay số 2 cũng mắc bom. Do đó ông Cử đã thả ít trái bom xuống đó, và ông Cử bay qua bên Campuchia, bỏ Campuchia, và ông ấy ở bên đó lánh nạn. Rồi khi mà ông Quốc đã xong, cụ Diệm đã, cụ ấy thấy là ông này đã cũng không có ấy, anh Quốc cũng bị giam cầm khoảng độ 2 năm mấy gì đó. Về sau cụ Phan Khắc Xỉu đó lên, thì cụ Phan Khắc Xỉu mới nhòm ngó tới, mới thấy mến anh Quốc, thương anh Quốc vô cùng, nói vậy anh Quốc thôi về. Rồi anh Quốc lên được phong đại úy, đại úy rồi có tư cách, và ông ấy được đại tá Kỳ đó muốn nhờ ông ấy nắm một cái chức vụ để thành lập cái phi đội thần phong ở tại Sài Gòn, nhưng mà ông Quốc không nhận, ông Quốc từ chối, và ông Quốc trở về Biên Hòa với cái tinh thần của người phi công khu trục. Điều đó có những người mà hiểu lầm đó, mà tôi còn chuyện dài với về ông Phạm Hữu Quốc. Cảm ơn anh thật nhiều, là tại vì cũng có anh Toàn Chiến gọi vào để hỏi về ông Phạm Phú Quốc, cho nên là hôm nay anh nói thì là có thể là nhiều người chưa biết, chẳng hạn tường tận như vậy thì chúng em cũng không biết rành như là anh. Thì cũng cảm ơn anh đã chia sẻ về cái cuộc dội bom Dinh Độc Lập với lại ông Phạm Phú Quốc, không quân Phạm Phú Quốc. Dạ vâng, xin phép anh, xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị xem một số thông tin thương mại. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ,
một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chính gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua quý vị Đồng Hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể mua sắm qua số điện thoại 877-892-6999. Vâng, thưa quý vị, sắp tới đây nhân kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron và mừng Đệ Tam Chu Niên chi nhánh Washington DC, Teletron xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ của quý Đồng Hương bằng hai show ca nhạc hoàn toàn miễn phí trong 2 ngày thứ Bảy 15 tháng 9 từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối và Chủ nhật ngày 16 tháng 9 từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Teletron Washington DC trong khu Eden, với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng như Lệ Thu, Anh Khoa, Hương Thủy, Nguyễn Hồng Nhung, Lam Anh, Tâm Đoan, Huỳnh Phi Tiễn, Thiên Kim, Sơn Tuyền, Mai Quốc Huy, Phương Hồng Quế, Đăng Vũ, Công Thành và Linh, hài kịch Bảo Quốc, Hồng Loan, MC Nam Lộc, Việt Thảo, Giáng Ngọc và tài tử Kiều Trinh, ban nhạc The Night Band, âm thanh ánh sáng do Sài Gòn Super Entertainment đảm trách, và hội mừng Đệ Tam Chu Niên Teletron Washington DC trong khu Eden thứ Bảy 15 tháng 9 và Chủ nhật 16 tháng 9 là hoàn toàn miễn phí, không bán vé. Kính mời quý vị Đồng Hương cùng đến tham dự. Teletron trân trọng, kính mời. Và sau đây là thông báo Cộng đồng Việt Nam, Trung tâm Florida. Chương trình ca nhạc gây quỹ cộng đồng, chủ đề Việt Nam đất nước tôi, địa điểm Enchanted, 97017 sao, Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32809. Thời gian thứ Bảy, ngày 29 tháng 9, 2018, lúc 6 giờ 30 p.m. đến 12 giờ a.m. khuya, với sự tham gia của ca nhạc sĩ Việt Khang, ca sĩ Mai Thanh Sơn, ca sĩ Vương Trùng Sơn, Anthony Nguyễn, Thanh Tâm, Nguyễn Hưng và ca sĩ Ca Dao, ban nhạc Ánh Dương, MC Tố Anh, Hoa hậu Cộng đồng Florida, Bảo Anh, Hoa hậu Áo dài Florida 2010, Thanh Nhung, Hoa hậu Áo dài Florida 2000, ẩm thực cho nhà hàng Việt Nam Face tổ chức. Ủng hộ vé xin liên lạc với ban tổ chức, nhà sĩ Nông Thanh Nhung 863-307-1305, cựu trung tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cang 407-382-6552, hoặc đặt vé Orlando Script Plus Pharmacy 407-286-2996, chợ Tân Tiến 407-522-4711, hoặc đặt vé tại Tampa, nhà hàng Việt Nam, bà Lê Thị Nga 813-598-7066. Giá vé Super VIP 100 đồng một vé, VIP 80 và Regular là 65. Xin cảm ơn các nhà bảo trợ và Mạnh Thường Quân, ban tổ chức hân hạnh kính mời. Dạ vâng, chương trình này cũng được bảo trợ bởi công ty Dược Thảo Cảnh Thiên, một thương hiệu có uy tín về dược thảo đông y. Đông y sĩ Cảnh Thiên với kinh nghiệm trên 50 năm kinh nghiệm xem mạch rất hay, thuốc thang đúng bệnh. Chúng tôi có nhiều loại thuốc như viêm loét dạ dày, chậm tiêu hóa, đau lưng, thần kinh tọa, đau vai cổ, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, ngăn ngừa ung bú, bột dinh dưỡng dành cho người già và trẻ em kém ăn yếu sức, thuốc bổ đông trùng hạ thảo chính gốc Tây Tạng. Có trên 140 mặt hàng dược thảo đặc chế rất công hiệu. Hiện nay có promotion đặc biệt mua 5 tặng 1 free shipping. Muốn mua dược thảo 100% organic của công ty Dược Thảo Cảnh Thiên, xin liên lạc 1855-775-1069 hoặc 714-775-1069. Mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều tại địa chỉ 1441 Brookhurst Street, suite số 8 Garden Grove. Đây là nơi làm việc duy nhất của Đông y sĩ Cảnh Thiên, không có chi nhánh nào khác. Xin Đồng Hương lưu ý để tránh lầm thầy, lầm thuốc. Và sau đây là thông báo một tin vui cho phái đẹp. Sắp tới, cô em gái dễ thương của Trang Thanh Lan và Phương Quế là Miss California 2014 Yến Linh cùng Miss Texas 2014 Mỹ Uyên sẽ đứng ra tổ chức một cuộc thi Hoa hậu và tuyển lựa giọng ca vàng kỳ chính lớn nhất 2019. Việc World Asia USA trực tiếp thu hình để phát hành DVD trên toàn thế giới vào lúc 5 giờ chiều ngày 7
ngày thứ 7, 6 tới tháng 7, 2019 tại Đại Hiếu Viện M3 Live Anaheim. Chương trình quy tụ một lực lượng nghệ sĩ rất hùng hậu, dĩ nhiên sẽ có Trang Thanh Lan, Phương Quế tham gia ủng hộ em gái. Cuộc thi đầy hào hứng, vui nhộn, bảo tồn văn hóa Việt với những thí sinh vô cùng duyên dáng, ekip chương trình chuyên nghiệp, hình ảnh đẹp, âm thanh sống động và giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Ban tổ chức hiện đang nhận đơn dự thi cho chương trình thi Hoa hậu Việt World Asia USA cũng như tuyển lựa giọng ca vàng kỳ chính. Hãy đăng ký dự ngay hôm nay. Mọi chi tiết đăng ký dự thi xin liên lạc Yến Linh 817-235-7881, Mỹ Uyên 703-989-0388. Trang Thanh Lan thân chúc em gái Mỹ Uyên và Yến Linh sẽ thành công rực rỡ. Chị và các anh chị em nghệ sĩ trong tình nghệ sĩ sẽ luôn ủng hộ tinh thần các em. Dạ vâng. Như vậy thì các chị em ở khắp nơi có ý định mà muốn đi dự thi Hoa hậu thì xin liên lạc ngay từ bây giờ để chúng ta còn có thời giờ chúng ta chuẩn bị cho ban tổ chức chuẩn bị, thưa quý vị. Nếu mình cảm thấy mình hát hay, mình cảm thấy mình cũng đẹp. Vô thị, dạ. Có tuyển lựa mà thì... có hoa hậu luôn phải không? Dạ, có hoa hậu, có tuyển lựa giọng ca vàng. Mấy em không ghi tên là chị Quế ghi tên thi hoa hậu. Mình là thi mẫu hậu. Hai chị này thi mẫu hậu. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chương trình Thế Hậu Phương hôm nay được tiếp chuyện với Trung tá Phạm Đình Anh. Anh là thuộc quân chủng không quân. Thì nãy chúng tôi đang nói chuyện tiếp tục gian dở thì phải break. Dạ vâng. Thì bây giờ trở lại với anh. Chúng em có rất nhiều câu hỏi để mà dành cho anh, vì được biết anh là cái người đã sống rất là lâu ở trong binh chủng không quân, quân chủng không quân. Cho nên anh biết rất là nhiều chuyện. Thì mong rằng anh tiếp tục để mà trả lời những cái thắc mắc của chương trình Thế Hậu Phương cũng như của khán giả đang xem ở bên ngoài. Thưa anh, thì anh đi lính bao nhiêu lâu như vậy đó, em cũng được biết là anh có thỉnh thoảng có ngẫu hứng những bài thơ, thì có cái bài thơ nào mà anh cảm thấy rằng thích anh cần chia sẻ không? Em có một cái em có đọc một cái bài của anh viết là tình người và tình quê hương, cái bài đó nó dài lắm. Dạ. Chúng ta không thể đọc ở đây được, nhưng dạ, mà trong đó có đoạn thơ thì anh có thể đọc mấy câu thơ nó lên cho quý vị khán giả nghe không? Cái tâm tư của anh như thế nào mà anh sáng tác viết cái bài này? Thưa hai cô, người sĩ quan không quân anh nào cũng có một chút máu nghệ sĩ. Khi vui thì cũng hát, mà khi buồn cũng ca. Không phải là nhà nghề, nhưng mà khi ngẫu hứng thì cũng có. Ví dụ như tôi đó, tôi không phải là một thi sĩ, nhưng mà khi tôi nghĩ ra cái gì tôi muốn viết lại, nó cũng có thể là một vài câu thơ. Yeah. Ví dụ như bây giờ cái bài mà Tình Quê đó, yeah, thì tôi viết sau cái đoạn văn mà chính tôi đã sống ở trong những giờ phút chót của Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm 75 đó, tôi còn ở Sài Gòn. Yeah. Tôi vào Đao. Yeah. Đến khi ra ngoài này thì tôi mới thấy tôi không tham gia gì về vấn đề hoạt động lớn lao. Tôi cảm thấy thiếu bổn phận. Tôi cảm thấy buồn, do đó mình làm cái bài thơ đó để nhắc vậy thôi, tự mình thôi. Yeah. Thì tôi cũng xin đọc, yeah, để mời hai cô với, yeah, quý vị, yeah, nghe. Mời anh. Làm sao nói với quê hương rằng ta vẫn nhớ và thương vô cùng. Sinh ra được mẹ bế bồng, được cha dạy dỗ, non sông là nhà. Đồng xanh, ruộng đất quanh ta, nơi xưa cha mẹ thiết tha giữ gìn. Núi đồi cũng được đặt tên, đây là đất nước thiên nhiên muôn đời. Than ôi tất cả xa rời, vì nay bị cướp bởi loài xâm lăng. Ra đi lòng nặng hờn căm,
với lời thề ấy vẫn nằm trong tim. Chỉ về quê cũ êm đềm khi quân cộng sản búa liềm đã tan. Thế hết. Yeah, mình hơi ngắn nhưng mà rất đầy đủ ý nghĩa. Yeah. Tâm tư của những người mà xa xứ và gần nhất là những người quân đội như các anh, tức là mình chưa làm được cái gì, chí trai mộng chưa thành, chưa được cái gì cho đất nước thì mình đã giữa đường đã gãy đổ như vậy, cho nên cái đó là những cái đau chung của tất cả mọi người, đặc biệt là các anh. Yeah, tôi cảm thấy như là cái ý nghĩ thầm lặng của rất nhiều người. Dạ, đúng như vậy thưa anh. Thưa anh, em được biết là anh có một thời gian anh làm phi đoàn trưởng của phi đoàn không chiến 538. Thì cái cơ duyên nào mà đưa để anh làm phi đoàn trưởng phi đoàn 538? Cơ duyên nào đó tôi rất khó trả lời, bởi vì ông thầy của tôi đó, hồi đó ông ấy còn là chuẩn tướng, chưa lên thiếu tướng. Tôi học tham mưu trung cấp ở Nha Trang. Chính chuẩn tướng Lành đã kêu tôi tới để giới thiệu với thiếu tướng, hồi đó là tự nhiên sao tôi đã quên cái nhớ dở rồi đó. Dạ anh cũng lớn tuổi rồi, nhớ vậy là hay lắm. Không, thiếu tướng ông mới nói thế, hey, giới thiệu với thiếu tướng đây, đây là tên không quân sẽ đi ra trấn thủ lưu đồn, mà tôi chưa có lệnh bổ nhiệm là chỉ huy trưởng phi đoàn 538, nhưng mà ông đã muốn nói giới thiệu vậy thì tôi cười cười, ông thẻ, dạ vâng. Xong đến khi về lại Biên Hòa thì có một ngày hồi đó đó tôi đang làm trưởng phòng An Phi không đoàn 23, thì đại tá sĩ ông mới qua, ông kêu ông hỏi gọi tôi này, anh sẽ đi nắm phi đoàn 538 phòng không. Tôi nói thế chừng nào tôi sẽ phải đi. Ông bảo bây giờ anh có thể lựa phi đoàn phó và các khoa tiêu đó thì anh không được lựa. Tôi cười cười, tôi bảo cái đó là tôi nhận lệnh từ cấp trên, tôi đi, ngày nào đi thì đi. Thế thì trên khoảng độ hơn một tuần lễ ra cái sự vụ lệnh, tôi là phi đoàn trưởng của phi đoàn 538. Yeah. Một cái phi đoàn đầu tiên đó, của không quân Việt Nam đang ở đó lo bổn phận phòng không Đà Nẵng hả? Dạ. Yeah. Ra ngoài Đà Nẵng. Thế tôi mới cùng một số anh em hoa tiêu, tôi nhìn danh sách gì tôi cười cười, tôi bảo được. Chúng tôi là những con ngựa bất kham thì phải đi ra trấn thủ lưu đồn. Khi chúng tôi bay ra Đà Nẵng đó thì tôi ngạc nhiên, đại tá Khánh, hồi đó ông là đại tá chưa có lên chuẩn tướng, ra đón và có cả trung tướng trưởng nữa. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Trung tướng trưởng tới mới hỏi tôi đơn vị của anh có bao nhiêu sĩ quan và những anh em có gia đình ra đây không. Tôi bảo thưa trung tướng, chúng tôi đa số độc thân ra đây phục vụ ở đây lo về không phận. Ông quay qua đại tá Khánh nói làm ơn lo cư xá cho anh em. Trong tâm của tôi đó, tôi đã phục ông trung tướng trưởng, một người mà đã nghĩ tới quân sĩ ở dưới quyền của mình. Ông không phải trực tiếp chỉ huy của tôi, nhưng mà tôi thuộc về quân đoàn 1 rồi. Ông nghĩ như vậy. Các cô thử tưởng tượng một cái người mà có như vậy đó, thì tôi nghĩ người này có một cái tài lãnh đạo, không phải chỉ huy
chỉ huy ông là trung tướng thì ông muốn quyền của ông ấy, ông muốn làm gì thì ông làm, hoặc là ông ấy nói chỉ thị đấy. Nhưng mà cái tài lãnh đạo của ông đã để ý tới vậy. Rồi tôi về sau tôi theo dõi trung tướng trưởng đó thì tôi biết ông ấy con người có tâm ghê lắm. Cho nên có nhiều người người ta khen trung tướng trưởng là phải, chứ không phải không đâu. Anh ở tới bao giờ thế? Tôi từ năm 72 cho đến hết thời kỳ miền Nam đó. Tới 75 luôn đó. À 75. Tại vì thế này, tôi về sau tôi phải đưa đơn vị của tôi, cả một cái phi đoàn 538 vào, thật ra nói là đi Biên Hòa, chứ chúng tôi phải đi Phan Rang để check out phi cơ F5I. Thì tôi may quá, tôi còn có cái chị mà vợ của anh Trung Quý Minh còn giữ cái sư vụ lệnh đó. Tôi ngạc nhiên, tôi bảo em thách cho anh cái sư vụ lệnh đi cả một cái phi đoàn, đi từ Đà Nẵng vào Phan Rang. Và ngày đó là ngày 10, hình như 13 tháng 3 thì phải, 13 tháng 3. Đi 13 tháng 3 là mất 30 thuộc đó anh. Đúng. Chúng tôi đi thì bắt đầu Quảng Trị mất rồi. Đó. Chúng tôi đi từ Đà Nẵng bay họ chuyên chở bằng phi cơ quân sự đó, C-130. Chúng tôi đi cả một cái phi đoàn vào trong Phan Rang, rồi ở Phan Rang để check out. Thì khi mà chưa xong tất cả thì bị kẹt, tụi tôi vẫn phải hành quân, dùng F5 đó hành quân ngay ở quân đoàn 3, tức là chung với mấy phi đoàn F5 khác. Và chúng tôi rất tiếc là mình không may mắn, nếu có cái loại tàu bay đó mà mình vẫn còn có sự yểm trợ của Hoa Kỳ thì chúng ta rất mạnh chứ không phải không. Nhưng mà cái đất nước của mình tới một cái thời vận không may mắn. Do đó cái bài mà tôi viết về cái ngày chót của tôi, nếu mà quý vị có thì giờ đọc qua thì quý vị sẽ thấy cái hoàn cảnh của tôi như thế nào. Anh có thể kể sơ trong những ngày biến loạn như vậy đó thì anh tóm tắt lại cũng được, anh diễn biến tóm tắt những cái ngày mà từ Phan Rang rồi anh đi vô Sài Gòn. Bao giờ thì lúc đó anh đã có gia đình chưa, thế anh có vợ con chưa? Ôi trời ơi, tôi có một vợ và năm con. Ồ, con cháu đông á ha. Năm con. Và lúc đó là anh đã năm con đứa con, lúc mà tháng 4 75. Thì anh có thể kể tóm tắt cái diễn biến của anh đời từ sống cái ngày gia Phan đình. Rang anh đi vô. Đời sống gia đình của tôi thì rất nghèo. Nhưng mà đời sống riêng tư trong quân đội của tôi thì lại rất mạnh. Có tiếng nhưng mà không có miếng. Vợ con rất khổ cực. Nhưng mà tôi rất hãnh diện được phục vụ ở trong không quân và làm việc với các anh em trẻ không nghĩ gì tới cái đời sống của mình. Tôi đã đùa từ hồi tôi còn trẻ mà anh Quốc cũng vẫn còn sống nữa. Tôi có một cái câu thơ như này, không nghĩ tới cái chuyện chết. Rồi tôi chỉ có nói rằng thế. Rồi bỗng một ngày mây rộng đường xa, anh đi để lại khúc bi ca, trả em tất cả mùa xuân cũ và khép cánh nằm bên những cỏ hoa. Không nghĩ tới cái chuyện mà mình còn sống nữa. Tôi ngạc nhiên làm sao tôi sống được đến năm ngoài 30 tuổi. Mà đến khi mất nước, tới giờ phút chót đó, tôi lại vẫn còn sống. Cái ngày giờ chót đó, tôi được tiểu đội nhảy dù nằm ở đầu cầu Bình Lợi, Biên Hòa đó. Ngày đó, giúp tôi escort tôi về đến Thủ Đức thì gặp một cái tiểu đoàn nhảy dù khác. Mấy anh em ở đó nói bây giờ đó, từ đây về Sài Gòn rất yên rồi.
chúng ta có thể về, không có trở ngại gì cả. Thì có một cái xe jeep đó, tôi đã may mắn được lấy từ cái căn cứ không quân Biên Hòa. Thì một anh trung úy trưởng toán tháo gỡ đạn dược đó theo tôi và nhận là tài xế của tôi. Tôi về đến Tân Sơn Nhất, trời đất ơi, dây cánh gai tùm lum ra này kia. Nghĩa là tháng Nhưng 4 mà, là hơn ngày mấy vậy anh? Ngày đó là ngày 29 tháng 4. Yeah. Tức là anh ở Phan Rang, anh đi về. Không, tôi... Tháng 3 là anh ở Phan Rang. Đúng, nhưng mà ở Phan Rang rồi về Sài Gòn, đi bay hành quân. Thì cái ngày 28 đó, tôi bay hành quân, phi vụ chót, thế một ông trung úy. Ông trung úy đó đã bay 2 phi vụ rồi. Tôi nhìn thấy cái phi lệnh vẫn còn để tên ông phải bay một cái phi vụ chót buổi chiều. Tôi nói với lại ông thiếu tá Dần đó, tôi bảo anh kiếm một người phi tuần viên ở trong không đoàn của anh bay với tôi phải bay thế ông trung úy ba này. Tôi không thể để ông trung úy ba bay phi vụ thứ ba được. Thế tôi bay với ông thiếu tá Tâm. Khi chúng tôi bay ở trên đó, đến buổi chiều đó chúng tôi đánh xe tăng ở bên Long Bình, ngay ở đó sát với thủ đô. Thì đến khi tôi xong một cái thì bắt đầu trời mưa. Và kêu đài kiểm soát Tân Sơn Nhất, đài kiểm soát Tân Sơn Nhất không có liên lạc radio nữa, đóng cửa. Lý do là về sau tôi mới biết là chính tên Nguyễn Thành Trung đã vào đó thả bom hay gì đó. Đài kiểm soát đóng cửa, không có cho phi cơ nào đáp xuống. Thì tôi khẩn cấp, tôi đưa thiếu tá Tâm xuống dưới đáp ở Tân Sơn Nhất được. Tôi mất liên lạc với cả thiếu tá Tâm. Tôi lại tưởng thiếu tá Tâm ông ấy đi yêu tập ao ngay, nhưng mà không. Về sau tôi biết rồi, ông Tâm ông ấy không hề đi Utapao đêm hôm đó. Thì tôi phải đáp khẩn cấp xuống Biên Hòa. Ôi chập bom đạn nó nổ hiểu. Tức là đêm 28 hả thưa anh? À, tối 28 đó. Yeah. Đó. Tôi chạy ra nôn mửa, tôi lên cái mũ bay của tôi chạy nôn mửa chạy ra ngoài. Thì tiểu đoàn phòng thủ của Biên Hòa đó cũng không được đi đâu cả. Họ phải ở lại đó, tại vì lệnh của Trung tướng Toàn, tư lệnh quân đội 3 ngày hôm đó là không một ai được rời khỏi quân đội 3. Do đó cả một cái tiểu đoàn phòng thủ của chúng ta 3 đó phải ở lại đó. Nhưng mà tôi thì tôi có một cái xe jeep đó của ông hàng xóm của tôi là Đại tá Hoành. Tôi chạy ra, tôi bảo anh ba, còn gì ở đây? À, có Phạm Phú Ngự nữa. Phạm Phú Ngự là em nuôi, anh nuôi của ông Phạm Phú Quốc đó. Anh Ngự cũng ở đó. Tôi chạy ra, kẹt, tôi bị kẹt. Tôi chạy ra đầu cầu. Thì có một anh đại đội trưởng nhảy dù đó, không cho tôi đi. Nó, về sau này đêm mà nằm đó, anh ấy biết thật sự tôi là trung tá đó. Anh mới nói, tụi em tưởng là chúng ta già đến cái mức đó. Tôi nằm với cái đại đội của tiểu đoàn nhảy dù đó ở đầu cầu Bình Lợi. Rồi trong ngày hôm sau về đến Tân Sơn Nhất đó, như cái đó tôi chạy vào phòng dù. Cái dù của tôi đó, tức là một cái dù thứ hai, tôi thường có một cái dù tôi mang bay và một cái dù tôi để trong phòng dù. Thế tôi vào đó, cái dù của tôi vẫn còn, cái xe pick up của tôi vẫn còn, và tôi có cái chìa khóa xe pick up nữa. Tôi mới hỏi cái anh Trung úy Hoài đó, bây giờ anh theo tôi hay là anh đi đâu? Thì anh Trung úy Hoài nói, tôi phải về với vợ con. Tôi bảo nếu, nhưng anh ấy nói tôi không có phương tiện. Tôi nói, anh lấy xe jeep này, anh lấy xe jeep của tôi đi, tôi có xe pick up rồi.
tôi mở máy xe pickup chạy ra ngoài phi đạo để cũng kiếm tàu ai đó. Ra ngoài đó chỉ còn có 5-6 cái hư tàu bay F5 đó. Cái thì bể bánh, cái thì thủy đều đó, cái ống nhúng đó bị sạp hết. Tôi nhìn qua một cái có khoảng độ 7-8 anh em phi công F5. Tôi mới quay lên này, tôi bay lên đây. Tôi kêu mấy anh em lên, mấy anh em nhảy lên xe pickup phía đằng sau. Tôi phóng đi, họ hỏi chúng ta đi đâu vậy? Còn một đường sống. Tôi không kịp nói trả lời gì cả, tôi phóng từ đó qua bên phía phi đạo ở Tân Sơn Nhất đó. Vòng thế này thì tôi thấy những cái tàu bay nó bị cháy, mới có một cái C-130 vận tải lớn đó, nó bị crash ở bên phi đạo. Mà tôi nhìn thấy có ba anh mà tôi biết tên đó, quen biết hồi xưa đó, là anh Trung tá Tước và anh Trung tá Trần Trung Chính ở Đà Nẵng. Anh đó cũng là một người văn nghệ lắm. Cái biệt hiệu của anh là Mây Trời đó. Với một ông thiếu tá Vân không thuộc phi đoàn tôi, nhưng mà tôi biết anh ấy có bay F5. Tôi vòng trở lại thì mấy anh em này hỏi bảo tại sao vậy chúng ta. Tôi bảo cứu mấy thằng kia. Ngoắc mấy anh đó một cái thì cái xe pickup đó nó có cái dàn ghế phía trước đó là một dàn ghế dài. Ba anh đó mở cửa ra phóng lên trên đó ngồi với tôi. Tôi bảo đi đâu, còn một đường sống. Tôi phóng qua bên DO. Mà chắc các cô cũng từng nghe nói gì DO là cái chỗ mà chỉ huy quân sự của quân đội Hoa Kỳ. Bọn đó nó đứng gác súng này, lựu đạn này tùm lum ra. Dây cắm gai tôi đâu có được vô. Tôi mới hỏi nó bảo ông đi đâu. Tôi nói các anh làm ơn liên lạc giùm tôi với tướng Svensson hoặc là tướng Smith. Ông Smith đó, là ông là chief của Dow, tức là DO chỉ huy trưởng ở đó. Còn ông tướng Svensson là cố vấn của Trung tướng Minh, tư lệnh không quân của chúng tôi. Cái cơ duyên đó, tại vì tôi có biết các ông ấy trước ngày 27, 24, các ông muốn nhờ tôi có một cái kế hoạch làm để đưa những cái tàu bay F-5I rời khỏi Việt Nam. Thì tôi đưa cái kế hoạch của tôi, rồi các ông ấy coi không quá trễ, tôi biết anh quá trễ. Nhưng mà các ông ấy rất có lòng đối với người bạn. Tại vì có một cái anh đại tá đó, anh là phụ tá của ông tướng Svensson, là Michel. Đại tá Michel đó giúp vợ con tôi đi khỏi Việt Nam ngày 24 rồi. À, tức là chị và mấy cháu đi ngày 24 rồi ha? Đi trước. Tôi cũng không ngờ có thể là người ta dàn cảnh để bó buộc tôi làm một cái chuyện gì đó. Tôi là người quá thẳng, ruột ngựa mà, hiểu không? Tôi cũng tin bạn bè vậy thôi. Tôi đi, xong về sau những cái người anh em khác ở phi đoàn F5 đó, vợ con đó mới hỏi tôi là hay chúng ta, tụi em có nên gửi vợ con đi trước không? Bảo hoàn cảnh của các anh tôi không biết, mỗi người một khác. Hoàn cảnh của tôi đó, vợ năm con nheo nhóc, giờ phút chót làm sao tôi có thể dẫn năm đứa nhỏ đi. Còn các anh đó, tự lo đi, nghĩ đi. Ok, tôi không quyết định được đời sống của từng người một. Mà anh nên nhớ rằng thể F5 đó là chỉ có một cái ghế thôi. Cái tàu bay chỉ có một người thôi, làm sao các anh mang vợ con đi, cái đó tùy. Xong rồi sau đều đi tàu bay vận tải hết. Đó là chiều 27. Còn nói lại cái ngày 29 á, mà tôi vào đến DO, khi mà tôi nói với mấy người các cổng đó, thủy quân lục chiến với dân sự đó, tức là bọn CIA, nó kêu Motorola thiệt. Nó kêu vô trong đó.
thì tôi không biết là ông tướng nào, Swanson hay là tướng Smith, nói với họ là, nói với ông ấy, chờ đó sẽ có đại tá Michel ra đón. Và tôi chỉ có nói ông thầy, có PD anh, Hoa Kỳ thì họ kêu tôi là PD anh. Năm 38 là ông ấy biết rồi, tức là cái phi đoàn năm 38 mà ông ấy biết tôi. Chờ đó. Thì Michel ra đón thiệt. Còn cái chuyện mà ra đón nó cũng ly kỳ lắm. Nó có cả Trung tướng Mạnh, có cả đoàn hộ tống nữa, cũng chạy theo vòng vòng này. Mà Hoa Kỳ nó sợ những cái đoàn hộ tống của các tướng đó, Việt Nam, thường thường mấy anh em quân cảnh đó mang súng, nó sợ ở trong DO có gì lộn xộn là bắn nhau không tốt. Đó về sau tôi mới hỏi và tại sao mà anh có vẻ vội vàng vậy. Tôi còn có một 7-8 người pilot nữa. Thì nó nói anh thầy, để tao lo sau này. Để tao lo. Ok. Thì tôi chỉ tin tưởng vậy thôi. Khi mà người bạn của mình nó nói vậy, mình đâu có quyền hành gì nữa. Có thế. Rồi đến buổi chiều thì thôi, nó như là mình phải khóc khi mà rời khỏi DO bằng trực thăng Hoa Kỳ. Nó chở ra ngoài cái tàu, tôi nhớ là tàu Blue Ridge, cũng có nhiều vị tướng ở trên đó. Mà khi tôi lên trên DO đó thì có đến 13 vị tướng ngồi ở trên đó rồi, trước tôi rồi. Tôi là cái người mà gọi là cái số giờ phút chót đó. Cũng may mắn đi với một cái thân gọi là cái quần áo bay, bộ đồ bay ở trong người vậy thôi, dơ giấy đến mấy ngày đây. Tức là anh rời Việt Nam ngày 29 tháng 4. Chiều ngày 29. Có một trận mưa mấy mây nữa, nó buồn quá đi. Tôi nhìn bà cụ với lại một cháu nhỏ, tôi ứa nước mắt. Mà thằng lính Marine Hoa Kỳ đứng đó gác mời hút thuốc. Tôi không, mà tôi là một cái người nghiền thuốc, buồn quá rồi. Mình nghĩ tội thân, nhưng không làm gì được. Mình nghĩ cái chuyện hy sinh của mình không thành một cái gì hết. Giúp bảo vệ cái bà cụ già này với một đứa nhỏ không thành. Còn cái gì? Không được hả? Dạ. Cái bà cụ đó anh gặp ở phi trường luôn. Không. Bà cụ đó ngồi ở trên tàu rồi, trước mặt tôi. Mà tôi nhìn mà tôi muốn khóc vậy. Mình hy sinh bao nhiêu năm rồi, không bảo vệ được một bà cụ già với một đứa nhỏ. Công gì, công trạng gì. Cái là tình trạng chung thôi anh. Nói thú cái đó là cái đau buồn chung của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà nếu người nào mà càng có ý thức thì càng buồn hơn. Đau lòng lắm. Cô thấy không? Nếu người nào mà dựng dưng đó, thì ok, chỉ cần đi thôi. Cái thân phận của mình là xong rồi. Không còn bổn phận gì cả. Nhưng mà vẫn còn trăn trở anh. Đó. Giờ này vẫn thấy 40 năm, 40 mấy năm rồi vẫn còn bây giờ mới thấy thấm tía. Là mình đó. Khi mà mất đi Cộng sản, nó nói ra thì ghê gớm lắm. Tuyên truyền giống như là cái tư tưởng của Hitler, có một thì nó phải nói 100. Chứ nếu mà có một mà nói 5 thôi, người ta nghi ngờ được. Mà nếu mà nó nói 100 thì sai 50%, nó cũng có 50% đúng. Vâng, thưa anh, bây giờ chúng ta cũng không còn nhiều giờ nữa. Thì em cũng được biết là anh qua đây cũng có sinh hoạt gặp gỡ các anh không quân. Thì sắp tới đây anh có một cái chương trình mà họp mặt các anh không quân, hình như là tháng 1 năm 2019 phải không thưa anh? Thì anh có thể sẵn đây anh có thể thông báo để nhiều khi các anh mà ở xa đó vâng, tổ chức ở đâu vào ngày nào, thì nếu mà các anh không quân ở xa có muốn về tham dự thì các anh có thể liên lạc với các anh ngay từ bây giờ. Mời anh. Thưa cô, tôi như là đầu tàu của cái tổ chức này,
tức là tổ chức cựu quân nhân không quân Việt Nam bất vụ lợi. Từ trước tới nay hàng 40 mấy năm rồi, chúng tôi nói là thờ ơ thì cũng không phải, nhưng mà hình như cũng không có trách nhiệm gì đối với lại những người đóng góp vào không quân và quê hương của mình. Đó là những người cô nhi quả phụ và những người chiến hữu của mình, có thể là đã chết rồi, nhưng con cái của họ, gia đình của họ có thể vẫn còn và rất thiếu thốn, sống dưới cái chế độ cộng sản. Họ coi như là gia đình ngụy. Nếu ngụy đó thì con cái cũng không được đi học, công việc làm cũng không. Do đó chúng tôi nghĩ tới cái chuyện mà bây giờ đó, mình cố gắng đi, chế còn hơn không bao giờ hết. Mình làm được cái gì thì làm. Thì có một số anh em có tinh thần và thấy tôi là người có thể đứng ra, như là tôi nói đùa hồi nãy đó, là ông lái đò, một ông già, không có nghĩ tới về cá nhân. Thì chúng tôi tổ chức cái tổ chức này để với cái mục đích đó. Thì cái ngày mà chúng tôi định ra mắt đó là ngày thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019, tại cái restaurant Moonlight. Các anh có lấy ngày rồi. Moonlight. Có sẵn sàng rồi. Thì chúng tôi tổ chức vào cái ngày đó từ 6 giờ chiều tới khuya. 19 tháng 1. Tại Moonlight. 19 tháng 1. Thì anh có thể đọc cái số phone là để đêm cây mùa xuân. Muốn liên lạc mua vé hay đặt bàn thì liên lạc với ai thưa anh? Chúng tôi có một anh thủ quỹ là anh Hà Minh Thành. Văn phòng tại Westminster, Garden Grove. Số phone thưa. Số phone của anh Thành 714-230-5508. Nếu quý vị không thấy anh Thành hay một người thư ký nào bốc điện thoại, quý vị để massage đó. Và nếu mà quý vị muốn tham dự, chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp. Và mỗi một đầu người đó chỉ 35 đồng thôi. Gồm ẩm thực. Gồm ẩm thực luôn hả chứ? Gồm cả ẩm thực, đúng. 35 đồng một người. Nhưng mà nếu quý vị nam đó thì nên mặc cốt ăn thai, chứ không phải là để vui chơi. Mặc quân phục thì càng tốt. Đúng, nếu quân phục, thì chúng tôi rất hân hoan. Tức là cái chủ đề của anh á, cái hội này sẽ thành lập và ra mắt vào cái ngày đó. Thành lập thì đã thành lập rồi. Giờ ra mắt, coi như là đó, chính thức ra mắt là đúng. Hội Tương Trợ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, là tổ chức từ thiện nhân đạo thuần túy, độc lập và bất vụ lợi. Nhằm giúp đỡ phế binh và cô nhi quả phụ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Thành lập vào ngày 6 tháng 7 2018. Và tổng cộng là 14 founder, thì ban điều hành gồm 30 người. Thì giờ mình nhắc lại cái số điện thoại, quý vị nào có muốn liên lạc để mà đặt chỗ hay mua vé để ủng hộ thì gọi cho anh Hà Minh Thành 714-230-5506. Chúng tôi sẽ có những chương trình kế tiếp nói rõ về cái foundation này, cái hội này. Hôm nay chúng ta cũng hết giờ rồi thưa anh. Thì chúng ta còn giờ để hát bài Hạnh Khúc, Không Quân Hạnh Khúc không thì hát. Xin phép mời quý vị nghe bài hát Không Quân Việt Nam Hạnh Khúc. Giả từ. Yeah.
dung ngàn kiếp chiến. Đoàn ta đã đi càng xa quyết khi đem lại đây chiến công thơ thân người quên lắm tạm biệt đến quý vị khán giả. Thưa kính thưa quý vị, tôi lại được hân hạnh chào tất cả quý vị quả phụ của chiến hữu quân lực Việt Nam cũng như là quý vị niên trưởng, các chiến hữu của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và tôi cảm ơn rất nhiều đến cô Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế. Dạ, cảm đã ơn anh giúp tôi. Dạ, đến. Em cũng cảm ơn anh đã tới với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương để chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái kỷ niệm về những ngày anh đi không quân Việt Nam Cộng Hòa. Thì chương trình chúng ta tới giờ chia tay rồi, thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, ông anh của chúng em đây, Trung tá Phạm Đình Anh. Phạm Đình Anh, tên hay quá, và Nghĩa Sữa. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ để xem chương trình. Chúng ta chia tay đây, kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7 đến 8 giờ rưỡi giờ Cali. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương.